Thưa quý vị, từ 18 giờ chiều 22 tháng 3 đến 18 giờ chiều nay 23 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.123 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, 945 ca F1 chuyển thành F0 khi cách ly tại nhà và 187 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn tỉnh không ghi nhận ca bệnh nặng trong 24 giờ qua. Hiện số ca nặng toàn tỉnh vẫn là 36 ca và đang được điều trị tích cực. 187 ca trong cộng đồng, có 130 ca tại huyện Xuyên Mộc, 14 ca tại huyện Châu Đức, 13 ca tại huyện Đất Đỏ, 12 ca tại huyện Long Điền, 10 ca tại huyện Côn Đảo, 6 ca tại thành phố Bà Rịa, 2 ca tại thành phố Vũng Tàu. Cả tỉnh hiện có 193 ca đang điều trị tại bệnh viện, 10.481 ca điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi bệnh hiện là 91%.